Rồi, bây giờ mình sẽ vào một cái câu hỏi khác. Linh có thật sự yêu Nhân hay không? Hay chỉ đang muốn giải thoát cho bản thân? Đã không yêu thì thôi, ta gặp nhau làm chi? Hả? Đã không yêu thì thôi, ta gặp nhau làm chi? Là yêu đúng không? Là yêu đúng không? Yêu đâm đầu, yêu đắm đuối, yêu từ đầu đến cuối. Có phần luôn á. Phải yêu thôi, bởi vì là ở trong một gia đình mà không ai yêu mình thì mình phải tìm một người ta yêu mình chứ, đúng không? Không, với lại thật ra cái mối tình đầu á sẽ là một cái mình ghi nhớ rất là sâu đậm, nên là không thể nào mà Linh quên Nhân vì muốn giải thoát cho bản thân hay cái gì đâu. Thật sự yêu mà. Tại vì là cái quá trình Linh đến với Quang Đức Trọng á giống như là bị đeo gông cùm vậy á. Có khi đu theo anh này là để giải thoát á. Đúng rồi. Trong lúc mà mình rất là đau khổ đi ha, để mình gặp một người nào đó mang lại cho mình cái niềm tin, chẳng lẽ bản thân mình không thấy được cái lối thoát? Nhiều khi Linh thấy Nhân là một cái lối thoát, nhưng mà lối thoát đó là nếu không có Nhân thì Linh sẽ không bao giờ dám làm đâu. Mặc dù cô ấy đã suy nghĩ rất là nhiều lần rồi, tất nhiên cũng là giải thoát cho chính bản thân của mình, nhưng mà giải thoát vì tình yêu, nên là rốt cuộc cuối cùng tất cả mục đích nó đều vì tình yêu hết. Vậy thì món chính là Nhân và giải thoát là quà tặng kèm. Đúng, món chính là Nhân.